Con chào thầy, tôi chào các bạn. Tớ đây là Vũ Nguyễn Quang Anh, học lớp 37, trường tiểu học Thanh Liệt. Sau đây tớ sẽ trình bày sản phẩm của tớ. Mình sẽ dùng spacebar để nhảy qua những quả bóng. Nếu mà chạm vào quả bóng thì sẽ hiện chữ game over. Nếu mà điểm bằng 12 thì sẽ ra chữ win. Con lấy sản phẩm này khi đang mất mạng thì con tự nhiên thấy một cái game có tên là Dinosaur Run. Nên con tưởng tượng ra một trò chơi có tên là gà nhảy ạ. À. Con thưa thầy là con xin phép. Thầy cảm ơn phần thuyết trình của bạn Quang Anh, một phần thuyết trình rất là hay đúng không? Muốn tội là trong cái phần trình bày sản phẩm của Quang Anh còn hơi ngắn gọn quá đúng không? Rồi thì bây giờ Quang Anh vẫn để sản phẩm nhá, thầy sẽ mời các bạn khác trong lớp mình nhận xét bài cho con nhá. Thì mời bạn Phương Nhung nè, Phương Nhung ơi. Dạ. Con có nhận xét gì không Phương Nhung? Dạ thưa thầy, con thấy lúc ở phần background thứ nhất, hình con gà của bạn đấy bị trùng màu với hình đất ạ. Chính xác đúng không? Do đó mà ban đầu thầy cũng vậy, thầy thấy thầy không nhìn được luôn ấy. Ngoài ra thì con có nhận xét gì thêm không hở Phương Nhung? Dạ có không ạ? Thế còn về ý tưởng phát triển sản phẩm game này thì con có muốn đóng góp gì thêm cho sản phẩm của bạn không? Con muốn là bạn có thể thay hình con gà là chú khủng long và những quả bóng kia đó sẽ là những quả trứng ạ. À rồi. Thì cảm ơn nhận xét của bạn Phương Nhung. Thầy sẽ mời các bạn khác nhé. Thầy mời bạn cuối cùng nào. Thì mời bạn Minh Chiết nào, Minh Chiết ơi. Minh Chiết ơi. Dạ thầy. Con có muốn nhận xét gì cho bạn không? Dạ là bạn rất bạn có ý tưởng rất là tốt. Phải bạn có ý tưởng rất sáng tạo. Từ nguyên nó rất sáng tạo. Còn gì nữa không ở Minh Chiết? Rồi thầy cảm ơn phần nhận xét của Minh Chiết nhé. Bây giờ thầy sẽ nhận xét cho bạn Quang Anh một chút. Quang Anh ơi, thầy hỏi thế này này. Con làm thế nào để mà khi mà mình bấm mình điều khiển được con chú gà hay là chú khủng long của mình nhảy lên xong lại rơi xuống nhỉ? Mình đã làm thế nào hả con? Quang Anh. Dạ con đã lấy khi ấn vào spacebar thì repeat 10 và change e by 10 và repeat 10 change e by 10 ạ. À rồi, thế thầy hỏi thêm này. Thế ở đây thì thầy thấy con GPT 10 lần thứ nhất để làm gì? Khối lệnh này dùng để làm gì? Cái này này. Con thưa thầy, khối lệnh này là dùng để nhảy lên xong rồi nó sẽ tự rơi xuống ạ. À, khối lệnh này của chúng ta nhảy lên đúng không? Nhảy lên thôi. Thế còn rơi xuống thì phải là khối nào nhỉ? Rơi xuống phải là đoạn nào nhỉ? Là lên xuống là Rơi xuống, tức là sau khi con nhảy lên rồi đúng không? Thì nó sẽ rơi vâng. xuống. Thì rơi xuống nó sẽ là đoạn nào?
rơi xuống sẽ là đoạn repeat 10 trên i3 trừ 10 ạ. À đúng rồi, chính xác. Ở đây khi rơi xuống thì mình sẽ thay đổi y một lượng bằng trừ 10 đúng không? Còn đôi khi mà lên thì sẽ là 10, chính xác. Rồi thầy sẽ hỏi thêm một câu nữa. Thế con làm thế nào để mà khi chú khủng long hay chú gà của con ấy mà chạm vào những quả bóng thì lại thua nhỉ? Con làm thế nào? Dạ thầy, con đã lấy là để bật lá cờ xanh. Nếu quả bóng chạm con gà hoặc con khủng long thì sẽ phát tin nhắn game over. Và trong tin nhắn game over là nếu mà nhận tin nhắn game over thì sẽ nhận và dừng lại tất cả. Thì cảm ơn con rất là chính xác. Thầy có một vài nhận xét cho sản phẩm phần thuyết trình của bạn Quang Anh. Về phần sản phẩm thuyết trình, thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tốt, rất là sáng tạo. Thầy rất là thích cái cách mà con chia sẻ tại sao mình có ý tưởng như vậy. Đúng không? Rất là rõ ràng, rất là hay. Tuy nhiên thì như ban đầu bạn Phương Nhung có nhận xét, ban đầu con dùng chú gà của chúng ta là chú gà con, vì vậy mà có cái lông màu vàng nó trùng với cái hình nền, vì vậy ban đầu rất là khó nhìn. Do đó mà thầy thấy rằng con vẫn có thể giữ chú gà đúng không? Mình có thể thay đổi màu phông nền hoặc là mình có thể thay đổi màu lông của chú gà. Đấy là tùy ở con, hoặc con thay đổi một nhân vật khác tùy con đều được. Và qua cách con làm thầy thấy là rất là sáng tạo đúng không? Nếu mà con mà chỉ làm một chú khủng long và nhảy qua các cây xương rồng thì lại giống hệt với những sản phẩm ở trên mạng thì thầy lại cũng không thích. Đấy, thầy thích cái sự sáng tạo, mình có thể dựa vào ý tưởng những cái sản phẩm đấy, sau đó mình sẽ phải làm một sản phẩm cho chính mình bằng cái sự sáng tạo của mình. Về phần thuyết trình thì con nói rất là to rõ ràng. Tuy nhiên thì thầy thấy rằng là mình vẫn còn hình như là hơi run đúng không? Hơi run thì phải. Cái thứ hai nữa là trong phần trình bày thì con còn vẫn còn thiếu. Ví dụ như ở đây thì thầy hình như là con chưa trình bày, chưa có cái bước chia sẻ, tức là cái bước mà chia sẻ những ý tưởng để phát triển cái game này trong thời gian tới. Đúng không Quang Anh? Dạ vâng ạ. Theo Quang Anh thì trong thời gian tới khi mà mình có thời gian nhiều hơn thì con có muốn phát triển sản phẩm này hơn nữa không? Mình có ý tưởng gì chưa? Con nghĩ rồi ạ. Con có thể chia sẻ cho thầy và các bạn được không? Là ví dụ nếu mà chuyển sang không nền Galaxy thì con sẽ đặt thêm mấy con khủng long bay để con khủng long và con gà sẽ tránh nó. À rất là tốt đúng không? Có ý tưởng rất là hay. Và có thời gian thì Quang Anh hãy triển khai ý tưởng của mình nhé. Nếu mà gặp khó khăn gì thì nhớ phản hồi để thầy có thể hỗ trợ Quang Anh. Thầy cảm ơn phần thuyết trình của Quang Anh rất là nhiều. Như vậy trong buổi ngày hôm nay của chúng ta thì thầy với các bạn đã được xem một số phần thuyết trình của các bạn trong lớp mình, một số bạn đúng không? Thì thầy thấy rằng các bạn làm rất là tốt rồi. Một số bạn thì ví dụ như Quang Anh, ví dụ như bạn Vĩnh Khang thì sử dụng một cái sản phẩm do chính các bạn tạo ra. Còn một số bạn thì chúng ta dùng chính chiếc đồng hồ, một cái sản phẩm học ở trên lớp đều được đúng không nhỉ? Phần thuyết trình thì thầy nhận xét rằng là hầu hết chúng ta đều bị thiếu một cái bước, đó là cái bước số 3, bước chia sẻ. Thì thầy thấy rằng hầu hết chúng ta cũng còn bị thiếu này. Và trong cái bước thứ nhất ấy của các con ấy, cái bước giới thiệu ấy, thì hầu hết các bạn quên mất một cái bước là chúng ta nêu ra lý do tại sao mình lại có ý tưởng lập trình như vậy. Thầy thấy rằng trong buổi hôm nay duy nhất của mỗi bạn Quang Anh là bạn đã làm điều đó, một ý tưởng, chia sẻ một ý tưởng rất là hay, tại sao mình lại có một ý tưởng như vậy, đó là do trong quá trình nhà mất mạng mà Quang Anh đã vô tình phát hiện ra một cái trò chơi đúng không?
và con anh dựa vào cái ý tưởng đó để xây dựng ra một cái sản phẩm chính mình. Đấy là một phần chia sẻ rất là hay, đúng không?